Rồi, xin chào Lisbon. Ở đây không biết cái cảng biển này là cảng biển gì mình không biết nữa. À, nhưng mà nó nằm ở tại thành phố Lisbon, nó thì mình đại gọi đại nó là thành phố cái cảng của Lisbon đây. Ở đây thì cái cảng này nó cũng hay quá trời đi. Trời đất, trên đây nó có cái ngọn đồi ở trên này đó. Cái ngọn đồi ở trên đây. Thì nhưng mà trên này người ta cũng làm hotel hết rồi. Hầu hết ở đây coi như ở đây chung cư hotel. Ở đây cái cái công viên này, công viên gì mình cũng không biết nữa. Thành quá sống chưa? Hả? Nhà bố chụp chưa? Nói lên. Đang quay cái này tự diễn. Nè quá khóc kìa. Đó. Cái tự diễn đấy chưa? Mình đứng đây mình quay cái chụp hình đó. Quay thôi. À, chụp hình muốn thập tao cái đây chụp á. Ok. Bóng trắng này chẳng. Ok. Quay tự biến tự diễn luôn. Nói nhìn đây này cái bóng chụp được. Con thấy cái tao. Hả? Tao cũng không thấy mặt tao. Tập trung vô thấy mặt tao đang giảm chúng à. Được chưa? Ok. Tá nãy là cũng nhanh tá nãy. Ok. Nhớ cái mẹ con.